Chào mừng quý vị quay trở lại với cái bản tin của thị trường cổ phiếu cập nhật cũng như là thị trường tiền điện tử. Thì ngày mai thứ hai thị trường cổ phiếu quay trở lại với những cái thông tin chính như sau. Bà Cathy Wood thì cũng vừa mới đưa ra một cái thông tin về cái vấn đề cổ phiếu đã điều chỉnh giá ở một cái mức độ phải nói là rất là khủng khiếp rồi và nghĩ rằng nó sẽ có một cái sự quay trở lại mới có thể là ngày mai mặc dù là hôm nay thì các phiên giao dịch của kể cả thị trường hồng kông hàn quốc trung quốc đều giảm vì do ảnh hưởng của con biến thể omicron cũng như là tình trạng tài chính và những cái thiết sắt thiết chặt về vấn đề tiền tệ của ông fed đã thông báo trong cuộc họp của đợt vừa rồi tại hoa kỳ thì đó là những cái thông tin qua qua về thị trường cổ phiếu và uh, họ cũng đưa ra một số những cái um, thông tin để mà uh... Uh, mong uh, những người mà có những cái lượng cổ phiếu trong cái uh, trong trong cái đợt mà correction đó thì họ đã bị bán hoặc là những người mà đã bị bán tháo vì sự ảnh hưởng của ngày đó thì có thể là những cái người đó sẽ là những người bị thiệt thòi nhiều nhất khi mà đã dính phải những cái deadline cũng như là những cái ký quỹ mà hôm nay thì có rất nhiều những bài báo này thì bán xà cũng đã vừa mới đọc qua một chút rồi thì trên thực tế họ cũng chỉ nói về cái sự pull uh, thị trường cổ phiếu sẽ quay lại nhẹ ở Mỹ trong khi đó tất cả mọi nơi ngày hôm nay thì đều sụp đổ uh, đều đỏ đó, đó quý vị. Thì chúng ta chờ xem cái dự đoán này nó có đúng hay không và bán xà cũng sẽ chia sẻ thêm cho quý vị ba uh, cái mã mà bán xà dự định chơi trong ngày mai của cổ phiếu. Uh, vaccine thì uh, đang được khuyến khích về những cái vaccine ở à, về những cái uh, mã mà uh, vừa mới được óc ru chuẩn thuận một số uh, có nghĩa là cái vaccine được chuẩn thuận ở thêm một số nước này rồi được uh, tăng cường thêm cái mũi bút số 3 cũng như là uh, pfizer thì có cái tin hút hơn những cái mã khác là vì nó tăng cái tiền, tiền cổ tức dividend đó quý vị và Uh, Moderna này, rồi Novavax này, rồi uh, uh, nói chung là tất cả những cái mã vaccine thì nó đều có cái chiều hướng là do cái con biến thể này nó còn đang rất là phức tạp cho nên là có thể trong một cái thời gian, uh, trong vòng 1 đến 2 năm thì quý vị vẫn có thể giữ được uh, đừng có lo uh, nóng vội mà ai đã đu đỉnh mà cắt lốt trên Moderna, các thứ thì rất là phí quý vị nha nó sẽ có cái chiều hướng đi lên đó đó thì ngày mai Pfizer sẽ chơi thêm uh, Pfizer cũng nằm trong danh sách Apple và AMC đó AMC thì mang tính chất rất là rủi ro cao nhưng mà VSA vẫn khẳng định nó có cái lượng sẽ có cái vấn đề um, về heo phân đó và có khả năng là nó sẽ dính sẽ có rất nhiều người sẽ short sell AMC trong cái tuần này quý vị nha thì đó chỉ là cái thông tin VSA đọc qua dự tính như vậy thôi còn Ờ, nó có nhiều tin nó giật gân nó xảy ra thì nó sẽ thay đổi cái chiến cái cái cái, cái, cái lĩnh vực cái còn quốc họt và for là hai cái mã mà em đã ôm từ rất lâu rồi thì thôi kệ nó đi ai còn chưa có thì nên mua tại vì nó sẽ có những cái biến chuyển mới còn lại rất nhiều mã để cho chúng ta chơi. À, có thêm một cái mã spy nữa, SP500 nữa nha quý vị nha. Thì nó cũng đã deep rồi và có khả năng nó sẽ quay đầu để mà lấy lại điểm. Thì và uh, nếu mà ngày mai có thời gian đó thì em sẽ sót sale ba cái mã này luôn. Đó có thể mua option sót sale quý vị nha ăn luôn trong ngày luôn ao luôn như, nhưng mà với cái đết và nó sao vẫn để xa nha để ngộ nhỡ nó bị flip chẳng hạn mình theo không kịp mình uh, hứng lưỡi dao thì coi như mình phải để xa cái ngày ra để cho, để phòng cái trường hợp xấu xảy ra còn nếu như mà đúng theo dự đoán của mình thì mình ao luôn trong ngày luôn đó quý vị đó đây là trên trước mặt quý vị là cba new lúc nào cũng để là màn hình chính trời ơi đó thì đây quay trở về với cba new nào cba new có cái tin này đó, CNU không không đạt được cái tin tốt này là gặp phải <laughs> xuống đúng cái giá theo dự đoán luôn. CNU đang cần có những cái cơ sở để mà tăng lên 25% thì bài báo này của Mỹ quý vị nha, không phải của tiếng Việt đâu, mà ra để sang tiếng Việt cho mọi người cùng nhìn đó. Thì đây là cái bài báo vừa mới ra xong mới cứng luôn ngày 20 tháng 12 ở Mỹ bây giờ thì ở bên tiểu bang khác thì sang ngày 20 rồi nhưng ở bên Cali vẫn là ngày 19 quý vị nha. Nhưng mà cái báo này nó lấy giờ là giờ của bên um, uh, New York giờ uh, Eastern Time uh. Thì CPI New uh, vì nó đã đang ở trong cái diện sideways và hiện tại thì họ đang họ họ đang hy vọng nó sẽ tạo được đáy. Tại vì nếu như nó tạo được cái đáy rõ ràng uh, tại vì hiện tại nó chưa có tạo đáy rõ ràng quý vị nha, nó cứ sideways hoài đầu ba. Và bây giờ họ mong muốn nó sẽ tạo đáy thì nếu như nó tạo được cái đáy rõ ràng ở 90 hạ được 29 hoặc 27 thì cái lượt tăng quay trở lại đến cái ngưỡng 38 này và có thể vượt qua 38 thì nó sẽ tăng lên quý vị nhá. Đó là cái dự đoán mới trong cái vấn đề này còn nếu như nó không có nó không có tạo được đáy thì rất là khó đỡ. Thì nó có thể về 27 rồi về 27 rồi thì có thể nó có thể cũng về đến 23 luôn. Còn nếu như mà nó nó tạo được cái đáy thì Uh, nó sẽ vượt được qua cái ngưỡng 38 thì lập tức nó sẽ bay và cái bay của nó thì họ hy vọng là cái lần bay của nó sẽ là ít nhất là hạ 30% của một lần bay là nó sẽ lên đến 41 và lên đến 44 đó thì đấy là những cái 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 ngưỡng TA mà họ đang coi để họ đưa ra đó quý vị. Thế còn nếu như nó không bay được qua những cái ngưỡng như họ vừa đưa ra thì uh, nó sẽ trở về với cái mức mà họ đang uh, họ đưa ra trong mấy ngày hôm nay đó quý vị đó là cái ngưỡng 23 này đó đây là cái ngưỡng 23 này quý vị nha và nếu như nó về đến đấy thì coi như là là cái mức độ mà Có thể sẽ bị rất là sâu Và có thể họ cho rằng Đó là đợt ảnh hưởng của correction Là điều chỉnh giá đó quý vị Nhưng mà VSA thì không có nghĩ như vậy Tại vì VSA nghĩ là nó khó Để có thể về 23 lắm Theo như VSA quan điểm của mình Thì nó sẽ sideways rất là lâu rồi nó sẽ về đến cái ngưỡng 2927 rồi sau đấy thì nó sẽ quay trở lại cùng với um, thời điểm họ đã correction xong. Nhưng mà có một điều mà mình không có dám chóc để mà thông báo. Tin tức thì rất là ok rồi. Đó là cái vấn đề của con Omicron đó quý vị ơi. Nếu như mà cái con biến thể này nó uh, không nguy hiểm và nó nó bay rất là nó biến mất rất là nhanh thì ok chứ bây giờ sợ lắm quý vị nhìn thấy Việt Nam chưa? Ca nhiễm mấy ngày vừa rồi nó tăng ghê gớm luôn rồi hôm qua nó lại tăng lên đến 16 sáu mấy trăm mình cứ bảo là sao nó không xuống mà nó cứ tăng lên đấy thì quý vị hãy nhìn cái đây ngày hôm qua là 16 sáu một ca nhiễm mới mà trong khi đấy 10 năm trăm bốn ca nhiễm cộng đồng nó còn quá nhiều ca nhiễm cộng đồng quý vị ơi thành ra là mình thấy nó nguy hiểm ở cái chỗ đó đó hà nội một ngàn mấy luôn một bốn trăm ca này ờ à đấy là cái, cái 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 vấn đề mà mình chỉ nói cái điển hình ví dụ ở Việt Nam thôi chứ mình chưa nói đến các nước khác quý vị nhìn các nước khác quý vị chóng mặt luôn cho nên là ở nước nào thì lo với cái con số ở nước đó thôi chứ chả muốn đi so sánh để làm gì Việt Nam mà so sánh với Anh Mỹ thì Việt Nam vẫn là rất là ít thế nhưng mà cái sự nguy cấp ở cái nước của mình nó vẫn làm cho mình lo sợ đó quý vị cho nên là vẫn cần phải cẩn thận cẩn trọng là vì vậy đó thế còn bà ca thiếu thì bà cũng nhấn mạnh thêm là trong cái thời kỳ như vậy thì nên hô hầu những cái cổ phiếu có cái lợi tức cái, cái cổ tức có nghĩa là cái dividend đó nó gút thì nó sẽ tốt cho mình trong cái thời kỳ loạn lạc như vậy nó ổn định nó trả tiền của cổ tức cho mình khi mà mình hầu đó tại vì lúc mình hầu nó đang giống như kiểu mình bỏ tiền vào để tiết kiệm mà nó lại lao đầu dốc xuống dưới đất là mình nhìn mình thấy nợ lỗ mình rất là sót nhưng mà mình lại được trả tiền cổ tức hàng tháng Ờ, thì coi như là trên những cái xe xe mà mình mua thì coi như đấy là một cái sự an ủi thì bà khuyên thì trong đấy có Pfizer là vừa tăng tiền cổ tức lên dividend lên 0,44 đó quý vị trên một xe đó đó thì bây giờ nhắm vào Pfizer nó mà deep xuống rồi có khả năng là mình cũng vào một ít đó thì tiền điện tử thì bé xà vẫn chưa có nghĩ là cái thời điểm để mình vào chờ sideways xem nó có tạo đáy ra bao nhiêu đi đã ờ, họ vừa thông báo nó chưa có tạo cái đáy đâu thành ra cũng khó để biết được đó, thì hôm nay Vanessa chỉ lên chia sẻ với quý vị như vậy thôi Thông tin tổng cộng Và hy vọng là mọi người sẽ gặp may mắn và bình an Trong cái mùa dịch này cẩn thận quý vị nha Hẹn gặp lại quý vị và chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe Bye bye